Xin chào tất cả mọi người nha. Chơi coi thế à? Đợi một tí nữa đi. Đợt lên lên nó sẽ lên mười mấy người lên rồi. 18 người. Xin chào 25 người đang xem nha. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mà mình để xử lý cái lông mày nó bị trổ xanh như thế này nhá. Đây là cái lông mày nó bị trổ xanh này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người xử lý. Đấy, màu xanh rất là đậm và nằm ở cái tầng da rất là sâu nhá. Đấy, mọi người có thể xem cái lông mày trổ xanh này. Và cái màu mình sử dụng cho nó, mình sử dụng cái màu chuyên sử dụng xử lý trổ xanh nhá. Đây, màu mực của nhà mình đây. Sau bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu này. Trước khi làm mọi người nhớ lắc đều cái mực này lên cho mình nhá. Lắc đều cái mực này lên. Anh giới thiệu em một tí cho mọi người chả biết. Đây, mọi người xem cô gái xinh đẹp nhá. Quên cô giáo xinh đẹp nhá. Đây bộ cô gái khổ. Đấy. Màu chuyên xử lý trổ xanh ở bên mình. Bạn nào mà gặp tình trạng xử lý trổ xanh ấy mà chưa có cái dung dịch. Cái cặp chân mày này là ai biết dây hồi á. Cặp tự dùng nha. Mọi người trật tự dùng mình một tí nhá. Đấy vẫn còn. Đấy xử lý trổ xanh. Coi tác phẩm xem. Mọi người xử lý cái phần nó bị xanh như thế này. Còn nếu bạn nào mà gặp khách hàng mà xử lý trổ xanh như thế này mà các bạn không xử lý trổ xanh, các bạn lên màu luôn, chắc chắn là khi bong ra nó sẽ bị trổ xanh lại đấy. Đau không chị? Không đây. Đấy, các bạn nhớ nhá, xử lý trổ xanh này. Mọi người ai có cái yếu về cái phần xử lý thế này thì lo coi đi nhá. Đúng ạ, đúng rồi ạ. Mọi người chỉ cần nhớ cho em là cái tông nóng nó sẽ khử cái tông xanh. Và khi đi thì mọi người chỉ cần quan tâm là trong cái khung mày mới của mình thôi, xử lý là phần trong khung mày mới thôi, còn cái phần ngoài dư tí nữa mình sẽ xử lý, mình sẽ xóa nó đi luôn. Các bạn không cần phải xử lý ở phần ngoài nữa. Hôm qua mình học lý thuyết rồi, những cái bạn mới ấy, những các bạn chưa hiểu thì bây giờ mình có thể hiểu dần dần được rồi đấy. Đấy, đi thì phải đều tay đều lực, đi khi nào cho nó hết thấy màu xanh. Thôi chỉ đi trong cái khung mà để làm cái khối mà là chỉ mình xóa luôn thôi, chỉ mình xóa thẳng luôn, khỏi phải xử lý cho nó mất công. Kim 3 kìa. Còn mấy chị đi kim 1 rồi kim gì cũng được, kim 3 cũng được, 5, 7 đều được hết. Cái này hơi cho nó
gì kìa. Hay là bị ám mà mọi người. Ok, cái này anh chị sửa xong, anh này anh sửa xong. Cho cái đèn vào trong giữa đi nhé, để gọi được không? Mình chỉ xử lý những cái phần nào nó bị xanh thôi nhá, còn phần thịt mới có phải xử lý không nhỉ? Không, phải xử lý nữa là buồn cười đấy. Thì thích lông mạnh ra màu đỏ. Để một tí mình đi nâu đậm lên cái phần thịt mình đi nhiều hơn nhỉ? Đúng rồi. Còn phần trên mình lúc là tắm vào khá là nhiều. Thôi, chẳng không. Đấy, hôm qua là mới học lý thuyết xong, nay mình thực hành luôn. Đúng rồi. Xin chào chị Nguyễn Loan nhé. Chào chị Hoàng Thiên nha. Chị Hoàng Thiên là chị nào vậy? Chị Lệ đã bắt đầu một giải thích không biết. Hỏi vậy thôi. Không nhận ra ai đây không? Ai đeo nhẫn mà cứ tưởng mực ở dưới, cứ quay xuống dưới. Khổ mấy ai được, mấy nhẫn này, từ mà đẹp như thế nhỉ? Quảng cáo găng quá, quảng cáo đính đá. Quảng cáo đính đá rằng mình mới đi vô rồi. Đi ăn rồi. Chị này cũng mới đến đó ăn bên mình luôn nha các bạn. Đang quay trên trang học viện rồi các bạn. Đấy. Thì cho nó hết thấy màu xanh nó trổ ra màu nâu là được rồi. Nhìn như thế ánh sáng nó không tới. Dịch ra trước. Dịch ra trước một tí. Đúng rồi nha chị Hoàng Thiên.
tay. Kim này mình có thể lau nó đi nhá. Một là thay kim khác cũng được, không thì nó lau đi. Được thay ngoài mới thì được. Rồi vào màu luôn. Chị Kim Anh nghe chào chị Lệ cái nha. Chào đi. Lệ hả? Lệ là đứa nào vậy chứ? Chào chị. Lệ Quang, rồi Quang Thiên đó phải không? Quang Thiên. Bữa nay về Lệ ơi, có vẻ tay nghe em cao rồi. Làm ok hết rồi nên không thấy hỏi gì nữa. À. Xịn rồi, bữa nay xịn hết rồi. Bữa nay xịn rồi. Tắt bớt bông cho cô nhìn bông nó ướt. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái màu nâu nâu đậm này vào cái phần thịt mới này. Nguyễn Loan, em muốn học phun xăm mà. À, chị Nguyễn Loan này, bạn Nguyễn Loan. Bạn Nguyễn Loan bạn ở đâu nhỉ? Bạn Nguyễn Loan bạn ở đâu à? Em là khỏe cô ạ. À? Ngoài trước hả cô? Gì đây? Cô xem đây. Là mình đây một lớp ở ngoài thịt thịt ngoài trước xong rồi mình đây đây cho nó đầy màu. Như thịt ngoài mình càng đi mấy lớp một lớp thôi xem. Đi bao giờ nó lên màu thôi chứ. Lên đây. À. À chị Hằng Thiên hỏi chị này. Em khỏe chị ạ? À? Ừ. Chị xuống học lại rồi à? Đúng rồi em. Chưa xong mà con khà nữa. Anh hòn quanh lớp về không chỉ là. Mình sẽ vào màu kín cái phần thịt mới này trước này. À chị Nguyễn Loan, em ở Đồng Nai ạ. À? À bạn ở Đồng Nai à? Thế bạn ghé qua học viện của mình ở trên bên quận 12 xin nhé. Hoặc là không bạn có thể inbox vào cái Facebook riêng của mình là Trần Kim Thu nhé. Anh Hoàng nói luôn. À chị ơi, chị có thể tới học viện hoặc là inbox qua Facebook Trần Kim Thu nha chị Nguyễn Loan. Học phí hiện tại ở bên mình đang được giảm nhé. Giảm còn 12 triệu. Bạn nào mà muốn học thì bạn có thể đăng ký luôn. Cô mặc những cái mà mình sửa. Mình làm số này nè. Mình đề đi ngoài màu đậm anh để nó to. Hay là mình chọn màu khác thì không được. Dạ đúng em rồi đó chị Hoàng Thiên ạ. À. Dạ bên chị sắp xếp thời gian lên mình tư vấn nha chị Nguyễn Loan. Ở xa thì bên mình có chỗ ở lại á chị ạ. Chị lên trực tiếp học viện hoặc là inbox Facebook Trần Kim Thu để được tư vấn kỹ hơn nha chị. Ủa cô có tắt trên cô không vậy? Không cho nó biết. Không, nếu mà theo dõi trang của học viện thì biết. Bởi vì cô đăng dưới Facebook của cô. Mọi người phải vào khéo léo cái phần thịt mới này. Thank you.
Qua em dạy sao này làm vậy? Chị Mai Trần, bạn dùng kim mấy vậy bạn? Mình đang đi kim 3 nhé, kim 3 dẹp. Mọi người vào kiếm cái phần nâu đậm vào cái phần thịt mới này cho em nhé. Đoàn vuông xong, chị ơi dựng kim thẳng hay để nghiêng ạ? Bạn để vuông góc càng tốt nhé. Đạp cái công dây mà rồi cái màu đang đi là màu gì cô? Nâu đậm nhá, mình đang đi nâu đậm vào cái phần thịt mới này. Đấy, các bạn đi nó phải ôm khung ôm viền cho nó sắc nét vào. Cái đúng rồi, mà chỉ mình đi xanh leo thay rồi gạch non. Bạn mẫu cũng đẹp mà cô giáo cũng đẹp. Ta xem cô giáo nhé. Cô giáo chúng tôi là tâm cũ rồi cũng nhé. Đây, cho xem. Thôi đừng có xem nữa. Các bạn ơi bỏ chạy bây giờ. Có ai để máy trên đây không? Xin chào chị Nguyễn Trang nha. Bữa nay em có người live vip rồi, em không cần phải nói nhiều nữa. Thành live vip. Chị gà con, cho em hỏi lông mày chỗ xanh thì đi màu gì ạ? À? Đi màu xử lý chỗ xanh nhá. Màu gạch non, màu xử lý chỗ xanh, chuyên xử lý chỗ xanh ở bên mình nhá. Bên Eva. Xem tiếp bên trong. Chị Võ Phương Xuân, cảm ơn chị đã dạy tỉ mỉ và nhiệt tình ạ. Cảm ơn chị. Vâng, không có gì nha chị. À, chị gà con muốn xem lông mày chỗ xanh thì đây đúng rồi nè. Bên này đang xử lý chỗ xanh đây nha chị. Cái này bây giờ mình đang vào màu ở cái phần đây thịt mới ấy rồi. Đây, anh phân tích cái bên này. Đây, bên này là
chưa xử lý nè. Lông mày đã từng làm bị chỗ xanh nha chị. Bây giờ là cô giáo đang xử lý phía bên này. Xử lý xong rồi bây giờ đang vào màu nhé. Vâng, vẫn đi màu này, vâng. Dạ đúng rồi nha chị gà con. Bên mình có bán mực luôn rồi. Vâng, nếu mà bạn đặt mực luôn ở trên cái live stream này ấy, thì bạn sẽ được tặng dầu gốc nhá. Tặng dầu rượu gốc dưỡng môi nhá. Còn nếu mà bạn đặt hàng trên 5 triệu, trên 5 triệu thì bạn sẽ được free ship nhá. Free ship và tặng dầu dưỡng môi nhá. Này em làm tỉ mỉ từng bước cho mọi người xem luôn chứ không em đánh rẹt một cái thì từ nãy giờ đánh lần lượt từ đầu đến đuôi rồi. Làm tỉ mỉ thế này cho nó chắc nhiều. Không ăn thì xấu rồi. Chị Nguyễn Sa, sao màu chị làm giống màu cam thế chị? Màu gạch non bạn nhé, màu gạch con nó tương tự, nó cũng là một tông nóng, tông sáng, nhìn tương tự giống màu cam tươi đấy, giống màu cam tươi của môi. Nhưng mà trong cái màu gạch non của mình này, nó có nhiều chất vừa dưỡng vừa xóa ở trong đấy nữa. Dạ con, mực đó xử lý cả chỗ xanh lẫn chỗ đỏ hả chị? Không bạn nhá, đây chỉ là xử lý chỗ xanh thôi nhá, còn xử lý chỗ đỏ là màu xanh rêu nhá. Các bạn nhớ. Đuôi này để dọc kim này đánh như này cho nó sắc nét. Gà con, mực đó bao nhiêu ạ? Mực xử lý chỗ của mình bên mình là 550.000 nhá. 550.000. Còn màu mực full thì của bên mình là hiện tại đang giảm còn 600 nhá. Tuy mà mua đơn mực trên 1 triệu. Trên 1 triệu thì các bạn cũng đã được tặng cái dầu dưỡng môi rồi. Mai tôi đã dùng mực bên Eva thích lắm ạ. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn chị nhé. Nguyễn Trang đi màu cam được không chị? Màu cam nếu mà vào trong trường hợp bạn không có màu gạch non ấy, thì bạn hãng dùng nhé. Có màu cam tươi của bên môi thì cũng có thể đi được. Nó sẽ lấy được cô nào con. Nhưng mà cam nào này vẫn tốt hơn. Nếu mà các bạn xử lý màu bằng màu gạch non nó sẽ tốt hơn, bởi vì trong này nó có cái thành phần chống chổi xanh hoặc là khử xanh tốt hơn. Cháu phun xanh. Chị ơi, em muốn học thêm về cách phun môi, chị có thể giúp em được không ạ? Được bạn nhá. Thế thì bạn phải vào trang Facebook cá nhân riêng của mình rồi anh nói giùm em. À, vậy thì chị Võ Phun Xanh, chị có thể vào trang cá nhân của cô Trần Kim Thu nhé. Rồi cô sẽ tư vấn cho chị rõ hơn nhé. Ai có Facebook của em, mở cái trang của em lên cho mọi người biết rồi. Anh Hoàng. Đây nhá, đây là Facebook của cô Thu nhé. Mọi người vào trang cá nhân của cô và inbox trực tiếp để cô tư vấn. Đưa ra ngoài này một xíu cho đây. Đây, đừng đây. Đây nhá. Không có đây. À Yến, mình muốn đi môi màu đỏ tươi, vậy dùng màu gì lên trước ạ?
màu đỏ tươi à? Bạn thấy cái nền môi của khách nó như thế nào à? Tình trạng môi của khách như thế nào để mình nói luôn. Bạn nói rõ tình trạng môi của khách nhé. Đừng ai nói gì à, đem phòng chỉ ra đây cho. Lại tiếp tục. Còn gì hết rồi đó à, Yến, môi bình thường. Môi bình thường thì bạn có thể lên trực tiếp luôn nhá. Đối với môi bình thường mà bạn muốn lên màu đỏ tươi thì bạn có thể lên trực tiếp. Bạn có thể mix một tí màu vàng chanh cho mình vào đấy là cũng được luôn. Nếu không có vàng chanh thì bạn vào màu trực tiếp luôn nhá. Kín cái màu phần này trước, xong bắt đầu mình đánh đều cho tông ở đây và tông ở đây nó kín màu vào luôn. Ai ấy, màu đỏ hả bạn? Cái mà hỏi là muốn lên màu đỏ tươi chứ, mà lên màu gì trước bạn? Hỏi là màu đỏ hả bạn? Đỏ tươi hay đỏ gì? Ý là sao? Đỏ tươi. Muốn môi lên màu đỏ tươi chứ. À, muốn môi lên màu đỏ tươi hả bạn? Môi lên bình thường, không bị thâm. Không bị thâm thì bạn có thể lên trực tiếp màu đỏ tươi và mix cho mình một tí vàng chanh vào đấy nhá. Vàng chanh hoặc là cam tươi tùy bạn. Vàng chanh thì nó sẽ trong màu hơn. Cẩm Nhung, muốn môi lên tông màu đậm thì làm sao hả cô? Muốn môi lên tông màu đậm này thì các bạn này phải sử dụng tông đậm, nhất là tông đỏ. Nhất là tông đỏ thì nó sẽ lên màu chuẩn nhất nhé bạn nhé. Và xem cái nền môi của khách nó như thế nào, tình trạng thâm hay không thâm. À Yến, nếu môi khách không ăn màu thì mình làm thế nào vậy bạn? Trường hợp môi khách không ăn màu, thứ nhất là các bạn phải đi, thứ nhất là sử dụng kỹ thuật nhá. Các bạn phải sử dụng kỹ thuật, lúc đấy sử dụng kỹ thuật rất là nhiều, các bạn không được đánh dài tay nữa. Các bạn phải đi ngắn kim, xoáy tròn hoặc là chết kim chẳng hạn, sao đấy cho nó vào màu. Và mình cũng xin nói luôn này, đối với cái vị khách muốn màu đậm thì các bạn tốt nhất hãy xoáy tròn và đi ngắn kim lại nhá. Còn trường hợp khách thích màu môi tự nhiên, các bạn có thể đánh dài tay ra. Muốn căng bóng tự nhiên thì đánh dài tay, còn muốn vào màu mực căng và lên đậm thì đánh xoáy tròn. Cô giáo Thu chào Tường Linh nhá. Tường Linh là ai mà biết cô Thu ấy nhỉ? Chị này, chị ở bên Đức ấy. Tường Linh cách mỏng nhá. Bên Đức này. Ui chụp cái mỏng ra, cái mỏng lên hình đẹp quá. Cưng quá. Thì mỏng tận à. Mọi người đang hỏi môi, tất cả viewer chia sẻ một chút không? Thầy mỏng xe, cứ nhắn 24 thì mỏng nữa. Mai có ai muốn làm môi không? Ngày mai có ai muốn làm môi thì em mượn một cái môi em like cho mọi người học luôn. Chị làm luôn. Em làm luôn. Chị chỗ. Này. Rồi lỡ rồi. Làm từ tôi không làm. Thôi cô ơi, lỡ rồi cho combo bà và Kim Anh đi. Ừ. À, Tường Linh. À, còn chỗ trống cho chị không cô giáo Thu? Còn chị nhá. Luôn còn. Lỡ làm cái combo cho bà đi. BB. Cô đi liền thủ công hả cô? Đúng rồi bạn nhá. Đi bằng máy, bằng kim á. Chào anh Hề nhá. Chào chị Phụng nha. Chào luôn, đúng rồi, phải chào luôn. Chào luôn. Like thì chiều giờ để anh Hề không, bây giờ mới thấy. Anh Hề, cô giáo nhớ đăng kết quả nha. Ok. Ok anh. Vâng ạ. Cái
màu luôn. Dâu đỏ cũng làm giống vậy hả cô? Tường Linh, chị cũng muốn làm môi nữa nè. Dâu đỏ thì mình cũng xử lý như vậy nhưng mà khác khác màu thôi. Đúng rồi, chính xác, đừng mực xử. Vâng, em chào anh Hà nhé. Áo cưới PP Thuận đi màu cam lên mày tác dụng gì vậy ạ? Màu này không phải màu cam ạ nhá. Màu này không phải màu cam, màu này là màu xử lý chỗ xanh ở bên mình, màu gạch non. Thật ra nó là màu gạch. Các bạn nếu mà các bạn không có màu gạch, các bạn có thể sử dụng cam tươi. Nhưng mà để tốt nhất thì các bạn nên sử dụng màu chuyên để xử lý chỗ xanh nhá. Ai có cái máy thay cho em ấy. Màu này là màu chuyên xử lý chỗ xanh bên mình nhá bạn, không phải màu cam nhá. Nó đây. Có ánh sáng giống màu cam tươi của mình nhưng mà không phải. Màu này của bên nhà mình nhé. À, Nguyễn Trang, đi màu xử lý xong, đi màu gì cô? Đi màu xử lý xong thì cứ tùy các bạn nhé, khách thích màu gì. Đối với những cái phần... Đây, quay sang bên này đây. Đối với những cái phần thịt mới này, cái phần mà cái dáng mình mới vẽ ra thêm thịt bên này thì các bạn đi tơ cho mình nâu đậm hoặc nâu vừa nhé. Nâu đậm hoặc nâu vừa vào đây. Xong rồi các bạn sử dụng một tông nào đấy đồng nhất. Một tông màu nào đồng nhất, nâu tây hoặc nâu vừa chẳng hạn. Các bạn đi hết từ đuôi về phần đầu lông mày luôn nhé. À. Mà màu mình đi lại đi sửa chỉ có nâu vừa. Cẩm Nhung, cô có nhận mẫu làm môi không? Em làm mẫu cho cô nè. Ai nhỉ? Cẩm Nhung. Cẩm Nhung nhỉ? Bạn ở đâu ấy nhỉ? Chị Cẩm Nhung ở đâu vậy ạ? Chị à? Cẩm Nhung ở đâu đấy ạ? À? Chị nhận đi cô. Có, em vẫn luôn nhận mà. Em vẫn luôn nhận nhưng mà phải hỏi chị ấy ở đâu đấy ạ? Chị ở tít ngoài Bắc lại bảo chị vào đây là tết. Ngoài Bắc thì gặp cô Trang. Đúng rồi, ngoài Bắc thì gặp cô Trang. Rồi rồi rồi, bắt đầu cắm vào trong cái kia đổi đầu máy. Đây nhá. Bên này là bị chỗ xanh này. Bên này là cô đang vào màu xử lý và đang vào màu nha. BB, mực xử lý bao nhiêu lọ vậy ạ? À? Bao nhiêu một lọ vậy cô? 550 bạn nhá. 550 ta. Đây nha bạn. Mực xử lý chỗ xanh 550k nha. Cẩm Nhung, em ở Sài Gòn. Ô vậy thì tốt quá. Ôi vậy thì mình ở cơ sở của mình ở bên quận 12 nhá. Có gì bạn inbox riêng cho mình rồi mình chỉ đường cho bạn. Đấy, cái phần đầu này là cái phần mọi người nên phải lưu ý đây này. Thường thường mọi người đánh cái đầu nó rất hay bị động đúng không? Phần đầu cứ đánh. Đấy. Cái phần đầu của khách, lông của khách có rồi đây này. Phần đầu lông của khách có rồi đây này, mọi người thấy không? Đó mà. Ồ, thế thì anh phải dựng lên một tí. Đấy. Dựng như vậy thì mọi người mới thấy được. Phần đầu này. Cẩm Nhung, sẵn em làm mẫu rồi mua màu xăm luôn cô ơi. Ok chị nhá. Chị ở đâu thì chị vào Facebook của em được không? Hoặc là chị có thể kết bạn Zalo đọc số điện thoại. Facebook đi. Facebook. Chị còn đang theo dõi thì đợi em một tí nhá. Em... Đây nha chị. Đây là Facebook của cô Trần Kim Thu nha. Bữa ba làm gì rồi? Chị vào inbox trực tiếp để cô tư vấn cho chị nhé. Cho nó mẩm lại hả? Ủa lộn, cho nó có độ ẩm á hả? Không, cho nó có những kỹ thuật mà mềm da lại phải không? Cái phần đầu này các bạn đánh dài tay này, tạo hạt cho mình nhé. Đánh dài tay tạo hạt, nhớ đừng có để đậm đấy.
nâng đầu kim lên. Và khi có tình trạng mà nó ra nước mô thì các bạn phải lau liền luôn cho mình nhé. Tường Linh, cô giáo Thu làm thì yên tâm số 1 rồi. Lâu lắm không được gặp chị ấy, suốt từ lâu đến giờ. Làm gần xong rồi các bạn lau đi và các bạn già lại xem còn cái chỗ nào thiếu sót thì các bạn có thể thêm mực thêm nhé. Cái này mình gọi là già, gọi là vạch lá tìm sâu. Vâng, chị Cẩm Nhung cứ kết bạn với cô đi nhé. Rồi inbox cho cô nhé. BB, cho em hỏi em đang dùng mực Hoàng On. Em làm mực xử lý bên mình có được không cô? Được bạn nhé, mực xử lý thì được. Nhìn bị tối tối. Đấy, còn khi các bạn đi, các bạn sử dụng kim gì cũng được. Kim 1, kim 3, 5 tùy các bạn. Tùy theo tay nghề. Mai cam môi còn làm cam ý luôn. Chị cam ý luôn. Vâng. Mai qua làm môi không? Chị làm môi. À ừ, từ nãy giờ em hỏi mãi. Lại kín địch bây giờ. Combo với chị Kim Anh luôn đi. À, thưa Hề và chị Tường Linh đang nói chuyện với nhau luôn. Ôi dồi ôi. Linh ở bên Đức. Chị Tường Linh là hồi lo học viên ở đây. Dạ. Có ca ha. Chị về chị học được có vài ngày xong chị đi mất tí thôi. Sửa xong rồi đây. Thảo tuổi. Cho nó ủ bên đây đi. À ủ đúng rồi, ủ đây bên kia cho em với. Ly ơi, ủ đây Ly. Ly ơi. Nó đi rồi, cho anh. Nó đi tán rồi. À, có ai nhận ủ tê này không? Đấy, đầy người thế này ai mà chả ủ được. Chẳng nhẽ bây giờ không biết ai, có ai chưa biết ủ tê nữa. Đấy. Em ủ tê đi, ủ tê đi cho quê. Trong môi trường này thì không có gì phải ngại cả. Bây giờ thấy cái gì thì cứ thế là làm thôi. Thảo tuổi. Màu môi đỏ cam pha thế nào cho chuẩn màu hả cô? Đỏ cam nhá. Đấy, bạn phải xem cái môi đấy nó như thế nào ạ. Nếu mà cái môi nào nó thâm nhiều các bạn phải cho cam nhiều lên một tí đối với màu đỏ cam nhá. Thường thường đỏ cam ấy thì đỏ nhiều hơn cam. Nên mình nghĩ nhất là bây giờ mình phải biết được các bạn đang có màu gì thì mình sẽ bày theo cái cách pha kiểu đó nhá. Còn thường thường thì đỏ cam thì phải mix đỏ tươi và cam tươi thôi. Trước tiên là xem tình trạng môi không cô? Đúng rồi. Em cảm ơn chị môi nha. Ủa hết á? Đấy cái cũ hồi nãy đó, chắc lục rồi. Đấy còn quá trời mà. Chị Phụng đang âm thầm theo dõi. À, hôm nay chị Phụng đi học à? Không. Chị Phụng bỏ em rồi à? Chị Tường Linh, chị học vay năm mới xong. Đang trốn nợ nên chị học tiếp được. Chị cứ đùa. Thảo Tuấn. Thảo Tuấn là người mà hỏi màu đỏ cam ra thế nào á? Ừ. À, nói là em có màu đỏ tươi, cam tươi, à, đỏ cam, tươi. Đỏ đậm. Ôi ok. Ô, của bạn có màu đỏ cam rồi mà. Đỏ tươi, cam tươi, đỏ cam. Ừ. Và đỏ đậm. Của chị có đỏ cam rồi mà. Bạn có đỏ tươi và cam tươi nhá, thì bạn pha đỏ. Bạn cho lấy 2 giọt đỏ và 2 giọt cam, hoặc là tùy nhá, cứ 50 đỏ và 50 cam tươi nhá. 50 đỏ tươi và 50 cam tươi thì sẽ ra màu đỏ cam. Bạn có đỏ tươi và cam tươi ấy, thì bạn pha 50-50 nhá, sẽ ra màu đỏ cam. Khách thích đỏ, bạn thích đỏ nhiều thì bạn bỏ thì mix thêm đỏ, còn thích cam nhiều thì mix thêm cam nhá. Bên này là 50T để xử lý đỏ xanh đây. À, Dung Hà, em giờ mới vào xử lý đỏ xanh sau đó chị.
Đây chị ạ, này đang xử lý cỏ xanh đây. Xin được like bên này không? Thôi chắc chả kịp like bên đấy đâu. Vậy thì anh nói luôn. Bên này là đang bị đổ xanh nha chị ạ. Bây giờ cô nãy mới xử lý là lấy màu xử lý của bên mình đó. Màu gạch non. Đây, màu xử lý đổ xanh của bên mình. À, xử lý ở cái phần bị đổ xanh nhé. Xong rồi cô sẽ đi màu vào đi luôn màu chủ đạo vào mày. Phần mới và phần chỉnh sửa nhé. Tường Linh, chân mày bên đậm, bên lợt xử lý sao? Cô giáo Thu ơi. Bên đậm nếu mà khách muốn giống như bên nhạt thì chị phải hạ bên đậm xuống. Còn khách mà muốn như bên đậm thì chị nâng cái bên nhạt, tông bên nhạt lên bằng cái bên đậm chị nhé. Quế Hương, chào cô giáo. Chào chị nhé. Thảo Tuấn, thế muốn mix màu như mẫu cô đang làm thì mix như nào hả cô? Màu cho này. Màu nó tươi. Màu này đúng không? Màu hồng à? Cái này là màu hồng bạn nhé. Này màu hồng. Hà Thương, cô ơi đừng xóa nha, em giờ chưa có thời gian xem được ạ. Đấy, cái những cái video mà mình đăng lên thì mình sẽ không xóa đâu, nên các bạn có thời gian các bạn xem lại từ đầu nhé. Xin chào đổi tên rồi nhá. Wow. Tôi hình như vô xem cái ra rồi sao á. Tường Linh, cảm ơn cô Thu nhiều. Không có gì chị nhá. Không có gì chị nhá. Nãy giờ người nói cũng không được cảm ơn nữa. Đây là người live VIP của em ấy. Hôm bữa em live cho anh vẫn chưa trả lương mà. Giờ lại trả lương đây. Bù lương. Đấy, chân già xem lại xem có chỗ nào nó thiếu màu thì bổ sung vào. Đây này có dịch vụ massage đâu. Ui. Chắc mình nhớ cái gì? Chói cái đèn. Anh phải lai thẳng xuống thì mới thấy cái lông mày. Lai thấy cái lông mày bên đấy nó bị cong quá. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ chỉ xem phần nào nó thiếu màu thì mình bổ sung thêm vào thôi ạ. Đổi tên rồi vô phản độ. Thảo Tuấn, cô ơi muốn màu như mẫu cô đang làm mix như thế nào hả cô? Màu này mình không cần phải mix bạn nhá. Cái này bạn mua cái tông đỏ hồng về cho mình. Tông đỏ hồng hoặc là hồng đậm. Muốn mix như thế nào thì bỏ ra 15 triệu. Ok. Bỏ bạn ấy vào Facebook của cô rồi tối inbox cho cô nhé. 15 triệu. Rồi inbox cho cô. Đâu có đâu. Nghỉ với Lý. Đây chị ơi, Thảo Tuấn ơi, có gì inbox vô Facebook của cô để được tư vấn rõ hơn nhé. Đây nhé. Đổi tên rồi, động tác gõ đoán để làm gì vậy cô? Cái đấy là massage cho khách nhá, làm giảm hơn, làm cho khách yên tâm hơn. Hỏi trong vô tự trả lời nè, để nó tâm tê ạ. À, Tường Linh, người like phải đãi cô giáo nhé, vì học hỏi được kinh nghiệm nhiều hơn học viên khác nhé. Trời thấy ơi, chưa, thấy chưa? Có học viện luôn. Dạ vâng chị ơi, em hôm bữa cô cũng like cho em á, cho nên cô cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Các bạn có muốn mọi người đẹp như thế này kia? Phụng Phạm, chân... Đi. Chân mày mình làm rồi, mà khúc đầu có màu, mà phần đuôi không có màu. Sao thì mình sao anh
chân mày mình làm rồi mà khúc đầu có màu mà phần đuôi không có màu. Ô thì bạn phải dặm màu phần đuôi lên thôi nhá, bình thường không cần phải xử lý nhiều đâu. Thì mình xử lý. Chị Phùng Phạm. À con Thảo Tuấn. Vâng, thank you cô nhé. Tường Linh cười. Cái này nó bên này được mấy phút rồi nhỉ? Bên này mới à? Đấy, em quay cho em một tí. Em có màu nâu tây với sô-cô-la nâu đậm mix sao ra màu đẹp vậy chị. Hoa đậm. Muốn màu đẹp hay không ấy thì bạn cái cách mix là một phần, và cái cách mix lên cái màu da ấy, xem cái cơ địa của khách như thế nào nhá. Thì lúc đấy mình mới nói với bạn về cái công thức rõ để cách mix màu đẹp được. Đấy, chứ không phải là nhiều, không phải là khách nào mình cũng sử dụng một công thức được bạn nhá. Thường là pha nam hướng dương lâu lắm không gặp chị. Hoa Đặng ơi, chị có gì chị kết bạn với em đi, thì lúc nào rảnh em lúc chị inbox cho em đi rồi em sẽ nói kỹ hơn về cái phần đấy. Đây Facebook của em, đây Facebook Trần Kim Thu ạ. Đấy cái lông mày mình mới vừa mới xử lý xong nhá. Đây xử lý xong đây. Bữa nay ai có chụp cái lông mày của chị lại không nhỉ? Có. À, chị có là... Anh chụp rồi giờ chị làm chị hỏi thôi. Khi mà mình xử lý chỗ xong rồi cái mình đi màu nâu đen lên cái màu khách chọn, cái màu khách chọn vô cái màu thịt mới rồi đi xong nó lên màu, rồi bắt đầu mình phủ lên cả mới và cũ một màu, cái màu khách chọn luôn. Cái phần thịt mới thì mình sẽ đánh một tông màu khác, còn cái phần mà đánh lại từ đầu đến đuôi thì mình sẽ đánh một cái tông màu khác nhạt hơn chị nhé. Là cái chữ trên mày chị này hả cô? Là cô là trên mày chị này hả? Ừ. Này vẽ mất rồi, còn là chưa vẽ. Nè là gì nè? Cái này là cô đi nâu đậm rồi, nhờ cái tông này cô lên là nhạt hơn, màu nhạt hơn một tí. Nhạt hơn một tí. Nhạt hơn một tông à, được không? Ủa sao cô thấy đánh con màu, cô đánh con màu mà cô? Tùy vào cách đánh của mình nữa, hiểu không? Còn đối với những ai mà mới ra nghề ấy thì ít nhất là đánh ở đây cái phần thịt mới em quay lên một tí. Ừ. Đấy, đối với những bạn mới ra nghề ấy, các bạn đánh cái phần thịt mới ở đây này, cái phần mới này các bạn đánh một tông đậm hơn nhá, tông đậm hơn. Rồi cái phần mà các bạn dùng để đánh lại từ phần đuôi đến phần đầu ấy, các bạn sử dụng một cái tông nhạt ít nhất là 1 đến 2 tông nhá, nhạt đi ít nhất 1 đến 2 tông, mọi người hiểu chưa? Rồi phủ lên luôn. Đúng rồi, phủ đi, lên luôn. Phủ nào lên màu đồng nhất là thôi. Đồng nhất là được. Hiểu chưa? Chị cứ tưởng là còn nếu mà sử dụng một màu, hiểu không, sử dụng một màu thì ở đây mình sẽ đánh với số lớp, ví dụ ở số chỗ mới thế này mình đánh 4 lớp thì ở phần trên này mình chỉ đánh có 2 lớp thôi, mọi người hiểu không? Là cái phần thịt mới đánh 4 lớp. Xử lý màu gì mà cho nó ra được màu lông mày thế cô? À, cái này mình xử lý chỗ xanh nhá, đổi tên rồi, xử lý chỗ xanh bằng cái màu gạch non. Ngoài đấy. Sau khi mình xử lý cái này xong, mình dùng cái màu nâu đậm đánh ở cái phần thịt mới ở phần dưới này này. Và dùng một màu khác nhạt đi, ví dụ nâu vừa chẳng hạn, nâu vừa hoặc nâu tây, bạn đánh từ phần đuôi này đến phần đầu luôn nhá. Hiểu chưa ạ? Biết chừng nào tôi mới được học đẹp như vậy này, trời giúp phước. Chị Thường Linh, chị có thời gian đâu. Nguyễn Cutis. Cảm ơn mọi người nhé. Em vẽ dáng chân mày hay lệch lắm. Em thấy đẹp người không? Ta bán khuôn chân mày dùng khuôn có ổn không cô ơi? Em học viên nhà mình rất nhiều bạn đi mua cái khuôn đấy về xài cũng không ok lắm bạn nhé. Cái khuôn này nó cũng không phải là chuẩn đâu, nó vẫn bị lệch như bình thường ấy. Nếu các bạn học được tự vẽ, tự phát dáng ấy thì nó sẽ chuẩn hơn. Bê cảm ơn chị Bê nhé. Xem này. Đấy cái phần đầu của mình nhá, các bạn luôn luôn để nhạt màu nhất nhá, để tự nhiên nhất. Đây đối với cái lông mày của mình là cái phần đầu nó có lông sẵn rồi nên là mình sẽ đi nhạt lại một tí, và khách thích tự nhiên ấy nên mình sẽ nhạt, để nhạt hơn một tí. Đấy và phần đuôi mình cho nó sắc nét một tí. Sắc nét. Xử lý màu cam được không cô? Được bạn, được nhá, đổi tên rồi, được. Nhưng
Nhưng mà muốn tốt nhất thì các bạn hãy nên sử dụng màu chuyên để xử lý chỗ xanh nhá. Ủ màu không? Có, sau khi các bạn làm xong các bạn nhớ ủ màu. Sau khi làm xong nhớ ủ màu nhá, ủ màu. Và đối với các tông đậm bên này thì các bạn sử dụng thêm màu nghệ cho mình nhé. Màu nghệ để ủ, để chống chỗ. Bạn nào mà mới vào thì có thể đợi xong mình kết thúc cái live stream này thì các bạn có thể xem lại từ đầu nhé. Có thể xem lại từ đầu. Hello sếp. Bạn nào mà mới vào thì có thể mở sau khi mình kết thúc cái live stream thì có thể xem lại từ đầu nhé. Học viên đi cô. Học viên nhà mình. Đấy, đây chỉ là cái phòng thực hành thôi nhá. Ừ. Tí nó ủ sau cũng được đấy. Tí nó ủ sau cô làm nốt cái kia. Ừ. Đấy, khi làm xong thì màu tất cả phải ở mức đồng nhất nhá. Phải đồng đều nhá. Thì khi bong ra thì nó mới màu nó ra ok được. Và đối với những cái lông mày mà xử lý mà lông mày phải sửa như thế này thì chắc chắn là lần đầu nó bong ra nó chỉ ở mức tương đương thôi, nó thì nó chưa được đẹp hoàn hảo được cả. Nên là các bạn phải chú ý hẹn khách và dặm lại lần sau cho khách nhá. Nếu mà đẹp rồi thì thôi, nếu mà còn thiếu cái gì thì mình có thể bảo hành cho khách dặm lần gần nhất nhá. Đối với những cái lông mày sửa như thế này, em đi mực rất no nhưng khi bóc chỉ đạt 50% là sao cô ơi? Jin Dung. Vâng, bạn Jin Dung ơi. Khi bạn đi mực rất no mà bóc ra chỉ đạt 50% là sao cô ơi? À thế thì bạn phải xem nhá. Bạn phải xem cái lúc mà bạn đi cái mực ấy, màu nó no ở mức nào. Và bạn sử dụng cái tông màu gì. Nếu mà bạn đang sử dụng ở cái tông màu nhạt thì các bạn nâng tông lên một tí nhá. Mình cũng xin chia sẻ luôn là khi mà khách hàng chọn một tông nào đấy thì các bạn tốt nhất là sử dụng mực nó đậm hơn 1 đến 2 tông để khi bong ra nó là về cái tông của khách chọn. Các bạn nhớ nhá. Ví dụ khách thích nâu vừa chẳng hạn thì bạn phải nâng lên lấy màu cho nâu cà phê hoặc là nâu đậm, các bạn đánh lên thì khi bong ra thì nó ra bong ra là vừa nhá. Đấy, đấy là một cái mẹo. Đấy là một cái mẹo. Các nhà em vẫn còn đang cười được cơ mà. Đấy. Không có nào đâu. Em vừa mua hàng Hoàng Anh, sau này em mua hàng bên mình cô tư vấn cho em ạ. Vâng ạ, chị BB, nếu mà có Facebook của em rồi thì có thể liên hệ hoặc là đặt luôn ở trên page cho em cũng được nhá. Nếu khách gần 1 năm kêu giọng lại thì sao cô giáo thôi? Ôi cái này thì mình trước khi khách tới làm thì chị phải tư vấn cho khách nhá. Là sau 1 tháng là phải ra quay lại giọng luôn nhá. Còn trường hợp mà để tới 1 năm mới quay lại giọng thì lúc đấy mực nó đã nhạt đi rất là nhiều rồi. Có khả năng là nó nhạt luôn rồi cơ. Nên là mình phải làm lại từ đầu ấy. Lúc đấy chỉ phải dặn khách nhá. Đấy, cái này mình quay bằng cam thường cho mọi người xem luôn, cho nó rõ từng chân lông luôn, không có ảo một tí nào được hết. Đấy. Làm dặn được cái vị giáp giáp không chị? Đưa xịt cường đi. Đấy, cả nhà mình khi mà các bạn xem cái này xong nhá, các bạn muốn không bị trôi bài, các bạn có thể nhấn like và share nhá. Share về trên tường của mình ấy, để lúc nào các bạn rảnh hoặc các bạn quên ấy, các bạn có thể xem lại được nhá. Và hiện tại ở trên cái kênh hiện tại ở trên cái kênh YouTube nhà mình, những cái bài học được đăng tải trên cái trang của Học viện Eva Sinh ấy, trong đấy có rất nhiều cái bài về bên phun xăm nhá, phun xăm spa có rất là nhiều bài cơ bản, mình đã đăng ở trên đấy rồi. Các bạn nào mà còn yếu thì các bạn muốn học lại thì các bạn đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh tại Học viện Eva Sinh nhá, rồi các bạn có thể vào đấy các bạn học đấy. Và nhấn theo dõi trang của mình nhá. Hello bạn Lê Phúc, chia sẻ có thưởng không ta? Ơi sau khi lúc nào chị về đây em sẽ thưởng nhá.
Anh kia được bao nhiêu phút rồi ạ? Số điện thoại em mực nhà biết đâu hả? Tôi nằm nãy giờ tôi lại tôi kể bên kia Dung. Đưa cái túi cho chị. Tôi biết chị túi của ai vậy? Em mực nhà cô. Ý là chị đặt mực qua cái số Zalo này hả chị? Qua cái số điện thoại Zalo này hả chị? Chị Dinh Dung à? Vâng ạ. Vâng. Chắc là đây là số của mấy các mấy bạn nhân viên đấy rồi. Vâng, chị Dinh Dung cũng chưa xài mực nhà em đúng không ạ? Đẹp rồi. Vâng, chị xài nếu mà ok thì chị có thể đặt hàng mua tiếp nhá. Nhá. Chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Đấy, chị ấy trước là chị làm cái lông mày là cong veo. Và bây giờ chị muốn trẻ, muốn sửa ra ngang một tí. Đấy. Vâng. Cái lông mày của chị, mình đang dùng mực bên bạn đó Minh Nghĩa. Vâng, cảm ơn chị Minh Nghĩa nhá. Cảm ơn chị. Chị đã tin cùng dùng mực nhà em. Và nếu mà chị xài cảm thấy ok thì sao chị mua để sử dụng tiếp ạ. Đấy, bây giờ em sẽ xử lý nốt cái bên này đây. Đấy, cái dáng mày cũ em cho mọi người xem cái dáng mày cũ của chị ấy. Nó cong này, không có đầu, không có đỉnh và không có và cái đuôi nó rất là dài này. Đấy, bây giờ em sẽ xử lý hết cái màu xanh này đi. Cái màu xanh này đi. Đấy. Không chân mày nhìn hoài không chán. Chị Đường Linh, vâng. Chỗ đỏ thì xử lý màu gì bạn? À, chị ơi, xử lý chỗ đỏ thì chị sử dụng màu xanh rêu nhá. Xanh rêu, màu chuyên xử lý chỗ đỏ. Đấy. Chị có để ý là cái dáng mày cũ đấy. Màu chị phun là màu gì vậy? Màu mình đang sử dụng là màu nâu đậm ạ nhá. Đây, màu nâu đậm đây. Mực siêu bám của nhà Eva nhá. Đấy, các chị nếu mà ai đã xài rồi thì cảm thấy ok rồi ấy. Thì ấy còn các chị nào mà đang chưa xài dòng mực của nhà Eva và mà đang muốn đổi một cái dòng mực mới thì các bạn, các chị, anh chị có thể tham khảo mực nhà em nhá. Và các chị đặt cái mực ở ngay trên line thì có thể sẽ được tặng dầu gốc và được giảm giá nhá. Còn ai mà không các chị bận không được đăng được ở trên này thì các bạn có thể vào đăng ký mua ở trên page hoặc là đăng ký nói chuyện riêng với em qua cái tường Facebook của em nhé. Thank you.
khi mà mình đi cái phần thịt mới xong rồi mình phủ lại hết toàn chân mày, nếu mà mình sử dụng lại cái màu chủ đạo thì mình đi thịt mới 4 lớp, phần bên trong này 2 lớp, phần xử lý 2 lớp. Chị viên nếm mới xịn. Để về nó cũng không. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái phần màu bị sổ xanh này đây. Mang một mẫu nào đến đây thì các bạn làm mẫu đầu tiên. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng mà mẫu đầu tiên nếu các bạn chưa đẹp thì các bạn sẽ đẹp lên mẫu thứ hai. Mà mẫu thứ hai ok rồi, mà các bạn muốn lên mẫu thứ ba, thứ tư để cho cảm thấy cái trả lời hết chưa? Rồi. Từ nãy giờ em cầm điện thoại. Nếu là mày, còn nếu là môi là 200 nghìn. Bạn phải đắt lại mày. Đấy, ai mà vào sau thì các bạn có thể xem luôn nhé, khi bây giờ mình đang xử lý chổi xoanh nhé. Đây là giáo viên của mình nhé. Dương ơi, đóng cửa lại một xíu đi, đá cho Dương. Hôm nay chổi xanh bình thường thì cũng đậm quá. Cái này là chổi xanh, không phải là chổi xanh đậm đâu. Chổi xanh bình thường. Bây giờ cô giáo đang xử lý chổi xanh nha các bạn. Gọi là nếu mà huyền thư sử xanh màu vàng nhẹ. Ôi trời ơi, nếu mà trường hợp mà bạn sổ xanh mà sổ xanh trong sấy mà bạn sử dụng màu vàng nhẹ thì nó sẽ không hết đâu bạn nhá. Anh quay đây màu mực sổ xanh bên mình đấy nhá. Màu gạch non. Mình cũng đi tay kính bình thường mà cũng đúng đi kỹ cả đường không có gì cả. Thấy không? Đi một lượt là hết xanh luôn. Mình mới đi một lượt đúng không? Ừ. Xanh nhạt thì mình dùng cái nào cô? Gạch non. Cũng dùng cái đó gạch non luôn. Ừ. Đi nhạt mạnh. Tôi cảm thấy im mạnh ở khóa này. Minh Nghĩa, màu cam được không bạn? Màu cam được nhá. Màu cam được, nhưng mà nếu mà để chuẩn hơn thì các bạn đi gạch non, thế không cần sử dụng màu cam tươi nữa. BB, mình điêu khắc nên đi thủ công hay máy hả cô? Bạn đi bằng cái bằng, nó có hai cách bạn đi. Nếu mà bạn đi bằng dao điêu khắc thì cái sợi của nó sẽ mảnh hơn, thì cái sợi của nó sẽ mảnh và nó mướt hơn nhá. Còn nếu mà bạn đi bằng máy thì nó sợi nó sẽ bị to hơn rất là nhiều nếu các bạn sử dụng máy không điêu luyện nhé. Đổi tên rồi, xử lý thấy màu như thế nào là được vậy cô? Khi nó hết thấy màu xanh và nổi lên màu một màu của cái màu mực ở trong chung của mình nhé là được nhá, nhẹ là được. Nói nhẹ lên màu của mình nhé, hết màu xanh nhé. À, Tường Linh, mình xử lý chỗ xanh thường đi mấy lượt, cô giáo Thu ơi? Tùy chị ơi, tùy vào cái mức độ đi kim sâu hay là kim nông của mọi người nhá. Nếu mà đi chuẩn như em ấy thì khoảng 1 đến 2 lần là nó sẽ bắt đầu hết rồi. Em mới đi một lần, giờ em đi lần thứ hai nữa là được rồi đây này. Cô đi kim mậy hả? Anh đi kim ba giờ. Chứ đâu phải mà, thì chỉ cần thấy màu sáng đều lên là nó sẽ không chỗ. Đặc biệt nó người ta làm màu này là chỗ sau này chỉ có lấy màu này. Tại vì màu cũng hồng hộp vậy nó sẽ thiết kế ra. Dạ. Cái đấy là cái phần phần dư tí nữa mình sẽ xóa ra đi. Không hiểu không? Cái phần đuôi này này còn một tí này, bởi vì mình sửa dáng mà tí nữa mình sẽ sửa nó, xóa nó đi, khỏi cần phải quan tâm đến nó nữa.
dễ hết thấy màu xanh rồi này, các bạn nhìn kỹ hết thấy màu. Cô giáo dạy cách mà như thế nào? Xanh đỏ gì đó là chị. Rồi các bạn sẽ thấy hết màu xanh nhé. Chào Trúc Mai nhé. Em thấy chị hỏi chuyện sâu em tưởng là chị biết rồi. Tại thường thường những người mà không biết vô là chỉ nhìn thôi. Bên bên dạ cảm ơn cô. Nếu được xem video bên cô sớm thì tốt rồi. Chị hỏi thêm xíu nữa, xử lý môi thâm đi gạch non tốt hơn hay đi màu cam tốt hơn cô? Anh trả lời. Tùy tình trạng môi nha, đổi tên rồi. Anh đọc kỹ cho. Cho em hỏi, xử lý môi thâm đi gạch non tốt hơn hay đi màu cam? Thế có cần trả lời không? À, đi màu cam nha, đổi tên rồi. À, chắc không nên đi màu gạch non đâu nhé. À, bạn cũng có thể đi màu hồng da nhé. Còn màu gạch non thì chịu rồi. Gạch non chỉ cho đổi tên rồi đi thôi. À, bây giờ là cô đang vào màu nhé. Sao chị bảo sao? Chị nói là trả bài á. Ý là nói học viên trả bài đó. Nói đổi tên rồi đấy. Phụng Phạm, mình đang vào màu gì vậy cô? Nâu đậm chị nhá. Để cầm cái chai nâu đậm lên. Đấy. Review. Đang sử dụng màu nâu đậm bên mình nha chị. Máy của học viện chị sửa xong bây giờ nó lại bị từng từng. Còn 20% thôi, la tí nữa là tắt thôi. Rồi định cho xem rồi chị. Nhưng mà tập trung không chị cứ học đi rồi cô chủ yếu thì chị học đi nó dễ lắm, nó không có bị lệch nữa. Hướng dẫn kỹ thuật của chị đi. Mình gọi dầm là lên lớn. Dầm gì à? Thì là 6 vòng. Nó có chứ. Đối với những cái trường hợp mà xóa sửa hay là gì đấy thì tốt nhất các bạn phải hẹn khách lần 2 nhá. Để tới mình thăm khám lại khách hàng, nếu mà đẹp rồi thì thôi, còn nếu mà thiếu gì thì mình có thể dặm luôn. Bởi vì đã là xóa sửa thì nó không thể đẹp xong một lần được. Phụng Phạm, mình đi vào hết phần lông mày luôn hả chị, hả cô? Đúng rồi chị nhá. Phần mới này này, em đã nói từ nãy giờ rồi. Cái phần thịt mới là cái phần chưa có màu gì hết, chưa có sắc gì hết. Thì chị sẽ đi sử dụng màu cà phê hoặc là màu nâu đậm. Chị đi vào đấy cho nó, cho cái màu nó lên đã. Xong bắt đầu là chị mới dùng một cái màu nhạt hơn một tí. Nhạt hơn 1 đến 2 tông rồi chị đánh hết từ phần đầu đến phần đuôi lông mày nhá. Cứ ra lại vô và ra lại vô.
đây cho chị Phục được không? Mình đi hết rồi. Vâng. Khi làm mỗi một bên thì các bạn sử dụng một cái kim riêng nhé, cho nó sắc. Các bạn sử dụng đi lại nhiều lần nó sẽ bị cùn kim và đánh nhiều, nó sẽ chảy xước da, tổn thương da nhiều và chảy máu nhiều. Nếu mà ai không chắc thì các bạn có thể sử dụng kim 1 đi cho nó chắc nhé, ôm viền khung cho nó dễ, còn mình sử dụng kim 3. Huyền Thư, phần mới đi màu khác hả cô? Đúng rồi, phần mới mình sẽ đi cái tông đậm hơn một tí chút xíu bạn nhé. Còn cái phần mà bạn mực, cái phần mực mà bạn dùng đánh hết cả phần mới và phần cũ thì nó nhạt đi 1 đến 2 tông nhé. Pha màu chị ạ. Bảo Ngọc Lê, à cô đang đi kim ba dẹp nha Bảo Ngọc Lê. Tường Linh, à cái máy đời mới bữa chị mua có kim chưa cô Thu ơi? Cái máy đời mới chị bữa chị mua kim của máy là cái máy thần thánh, chị mua máy thần thánh hay là máy tạo hạt, máy chuyên tạo hạt hay là máy phun? Hôm chị mua máy gì vậy ạ? Em cũng quên mất tiêu rồi. Máy phun à? Thế thì có rồi đấy chị ơi, lúc nào cũng có. Còn máy phun là cái gì? Máy phun bình thường đấy, máy IDM ơi. Bảo Ngọc Lê, máy tạo hạt giá bao nhiêu vậy cô? Máy tạo hạt bên mình là mấy cái giá máy móc ấy, bạn có thể inbox riêng chứ còn mấy cái giá nhớ chính giới chính xác thì mình cũng không có nhớ lắm, bởi vì mình cũng không có bán, không có hay sờ mấy cái đấy nên cũng chả nhớ chính giá. Đây máy móc thì bạn inbox lại cho cô nhé, cho nhiều loại máy móc quá cho nên cô cũng quên giá rồi. Cô đi nhé. À, chị Tường Linh, chị để ở Việt Nam, bữa nào chị về coi cho chắc. Vâng ạ. Rồi chị mang cả cái máy tới cho em luôn để em xem nó là kim nào em lấy cho chị. Mới thấy thầy này xuất hiện đây mà. Ai biểu không chào để anh ấy ra mất rồi. Cứ vào rồi ra. Đó, ý là vừa mới đọc cái kia xong.
đi cày viên gạo á. Vô coi xong cứ thoát ra. Thoát ra đi đâu mất tiêu. Bé đó cái gì mình quên rồi nè. Hương. Cái gì? Hương. Hương. Nhím nhím, chân mày phun sâu lên màu xanh đậm, phải xử lý thế nào chị? Xanh đậm bạn sử dụng màu gạch non luôn cho mình nhá. Đối với xanh thì sử mua ngay cái màu xử lý chỗ xanh cho mình bóp bóp đừng. Đây nha chị. Chị mở ra. Khi mà bị xanh thì mình sẽ xử lý màu chỗ xanh với mình nhá. Màu gạch non đấy à. Phun xong mà đã lên màu xanh à? Ủa mà sao cả? Mà sao mới phun xong mà lên màu xanh vậy? Chắc có do phun màu đen. Hay là do mực nhiều. Đúng không? Mực một phần nha em. Mực đấy chắc cũng nhiều đen quá. Cùng nắng. Đem vào đây nha. Đem vào đây. Rồi chưa khử. Phun xong lên màu xanh đậm. Màu xanh đậm nữa cơ. biến đổi nửa bên này là thành chói ánh đèn, ý là chói ở trên màn hình thôi không thấy được bình luận mà thôi. Chị Phụng cứ vô ra vô ra. Chị vẽ ổn chưa? Chị vẽ ổn chưa? Con đang vẽ đấy con. Toàn như giống tay nhất. Con tay mà tay nó lẫn đầu hết. Nó cứ chứa giữa em rồi. Giữa em từ từ giữa lần tập thêm cho nó. Không khỏi mới. Cái bên kia đẹp vẫn đẹp hơn.
xong ủ mực xong bắt đầu ủ nhẹ. Chàng 470 người đang xem nhé. Có ai bình luận gì thêm không chị? Không. Năm đến 10 phút thì mình có này là mình nếu mà đối với lông mày thì kích màu khép mô. Vâng, còn đối với môi thì môi collagen. Sao không được nhìn ra có được rồi. Sang thanh. Cô làm mấy mắt cỏ xanh mình xử lý sao ạ? Xử lý bình thường như lông mày bạn nhá. Nếu mà xử lý màu xanh thì bạn xử lý như lông mày ấy. Có hay hơn bị mắt trâu đỏ. Ít lắm, bởi vì mí mắt thường thường dùng màu gì mọi người biết không? Màu đen nên là ít khi bị trổ đỏ lắm. Số lượng có, số lượng bị thì nó có nhưng mà nó ít. Thần sắc đẹp quá cô ơi. Cảm ơn bạn nhé. Mình có thấy cô giáo mình xinh đẹp mà trời đất ơi, cô giáo mình lúc nào cũng xinh. Hồi Lê hỏi cô là lông mày bị chỗ xanh thì xử lý ra sao cô? Thì bạn phải dùng cái màu mực xử lý chỗ xanh, bạn xử lý xong bạn lên màu nhá, lên màu khách chọn. Màu nâu đậm bạn nhé, nha đi sơn màu nâu đậm. Ừ.
Từ trên 3.200 là được, trên 3.200 tùy bạn, còn để mức nào cũng được. BB hỏi cô là cô đi tắm bột cho mày đi kim máy là tốt hả? Kim một bạn nhé, kim một tạo hà chuẩn hơn. Còn đối cái mày của mình là mày sửa nên là không thể tán được. Chào thầy Dung Nguyễn đó. Mình xin chào 317 người đang xem. Kinh thật đổi động luôn này. Ôi dồi, mai chị làm môi nữa. Môi nên làm không bỏ mày nhúng môi ở đây luôn. Người mẫu này là được tuyển ấy. Người đẹp ngon wow. Mẫu là em đó, mẫu là em luôn rồi nha. BB. Mình chết chứ. Cảm ơn chị BB nha. Hai nhịp lâu rồi.
chết. Chỗ đỏ thì khử đỏ nha, Hòa Lê. Chị Hòa này học chung khóa với em nè. Hòa Lê á? Ừ. Lê sao lại học chung khóa nè? Hòa Lê đâu nè? Không. Phải đâu, đến Hòa Phương Tâm à? Hả? Phải đâu. Sắp xong rồi bà con. Một ngày mình làm mấy cặp chân mày là mình ngán rồi hết cô. Tí. Cô giáo hôm nay đã làm tổng cộng 3 cặp chân mày của nha các bạn. Chưa ăn uống gì chân bả rã rời rồi. Sắp xỉu. Sắp xỉu rồi. Tâm đang gian, bạn muốn mua mực thì liên hệ với Facebook Trần Kim Thu nha bạn. Nên là em phải làm đẹp, không đẹp mất công lắm. Trần Kim Thu nha bạn, Tâm Đăng Giang. Để mình mở Facebook đó lên cho bạn xem nhé. Đây nha bạn, Facebook Trần Kim Thu. Bạn Tâm Đăng Giang muốn mua mực thì liên hệ với Facebook này nhé. Đúng rồi bạn, cô cũng ở bên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tổn thương quá. Bạn ở đâu thì cứ việc mua rồi có ship ship lại tới khu vực của bạn nhé. Bạn xử lý chỗ xanh. Ok, cảm ơn bạn Tâm Đăng Giang. Bạn xử lý chỗ xanh nhé. Và đang vào mời tự lạc nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Kim Anh. Bạn cảm ơn mình cảm ơn lại bạn. Quá trời. Cảm ơn bạn Kim Anh nhé. Tâm Đăng Giang. Cảm ơn bạn Kim Anh đi. Cảm ơn bạn Kim Anh. Cảm ơn bạn Kim Anh, chúc khỏe những 24 của bạn Kim Anh. À, cảm ơn bạn Kim Anh đã tài trợ cho chương trình này. Cô sợ em cứ tỉnh. Đang rất là phê tê tái rồi mà vẫn cười được. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Người đẹp đọc kinh tối ngày thì gì nhé, nói không nói cái gì nhé, chỉ có cái ấy đi.
đẹp vì lụa. Người đẹp vì lụa là cái gì đấy nhỉ? Chị ấy thích cái may là lúa. Thùy Dung Nguyễn bắt trực tiếp để nhìn thấy chị mình coi thấy chịu nổi không? Đến lúc rồi anh đây đến lúc đủ các thứ rồi anh sẽ đăng lên mà. Người đẹp khi qua với mức đột phá là sau này người đẹp khi năng mũi rộng trọng và làm hàng năm chữ tố cáo chị đi đi. Rồi, xong. Đấy, mình sẽ quay lại cái cặp máy của bạn xem nhá. Đây. Sau khi mọi người xem cái like của mình mà thấy ok thì mọi người nhớ like và share cái live stream của mình nhé. Và đặc biệt là đấy, nhớ đăng ký kênh học tại trên YouTube của em Văn Sinh nhà mình nhé. Trên đấy mình đã đăng tải những cái bài học từ cơ bản đến nâng cao của bên ngành phun xăm nhé. Các bạn có đang học thì các bạn có thể vào đấy các bạn học thêm nhé. Xin chào.